Nhận lời mời của Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Môi trường Kinh doanh Thương mại và Doanh nghiệp Rumani Stephen Radu Oprea đã thăm chính thức và làm việc với Bộ Công Thương Việt Nam. Tại buổi làm việc, hai bộ trưởng đã trao đổi tích cực về các lĩnh vực tiềm năng của mỗi bên, cùng đề xuất phương hướng hợp tác chặt chẽ trong thời gian tới, hướng tới sự hợp tác hiệu quả hơn, thực chất hơn. Theo số liệu thống kê, tổng kim ngạch thương mại song phương năm 2017 đạt 205,8 triệu đô la Mỹ. 9 tháng đầu năm 2008, tổng kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và Rumani đạt 164,8 triệu đô la Mỹ, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm 2017. Để gia tăng kim ngạch thương mại trong thời gian tới, hai bên tích cực phối hợp triển khai các cam kết tại khóa họp Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế lần thứ 15 năm 2016 tại Hà Nội và tích cực chuẩn bị cho khóa họp lần thứ 16 vào đầu năm 2019 tại Rumani. Năm 2019, Rumani sẽ là chủ tịch Liên minh châu Âu EU. Đây là cơ hội lớn cho các bên trong việc thúc đẩy sớm phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU, EVFTA. Hai bộ trưởng tin tưởng rằng EVFTA là khung khổ pháp lý quan trọng giúp khơi thông dòng chảy thương mại đầu tư giữa hai nước.